Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát đi thông báo về việc liên tiếp nhiều lừa đảo xảy ra giữa nhóm đối tượng lạ mặt và các phụ huynh. Nhiều người bị lừa mất hàng chục triệu đồng. Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 6 tháng 3, phòng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một trường hợp là chị N.T.B. sinh năm 1986, phụ huynh có con học tại trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị lừa gạt chuyển khoản gấp 20 triệu đồng với lý do con của họ bị té chấn thương sọ não đang cần tiền mổ gấp. Khoảng 10 giờ cùng ngày, phòng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm hai trường hợp là phụ huynh của trường học quốc tế Canada quận 7 và trường Á Châu quận 10 đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị D.T.M.T. sinh năm 1981 đã chuyển khoản 2 lần vào hai số tài khoản là tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Và anh N.D.N. sinh năm 1979, phụ huynh có con học trường học quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhưng anh N. đã không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến bệnh viện xác thực lại thông tin. Sau khi tiếp nhận vụ việc, bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản và hướng dẫn cả hai trường hợp trình báo trên đến công an. Qua trường hợp này, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo đến các phụ huynh thông tin mạo danh trên để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu gặp trường hợp trên, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài Bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028-3855-4137, nhấn phím không báo tổng đài viên kết nối đến khoa, phòng điều trị có liên quan để xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện và các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.